chấm đường nè cô chú nè. Giống nhau. Giống nhau gì? Giống nhau chị chấm thì ăn tôm hùm. Giống nhau chấm bùn. Ừ, giống nhau chấm đường hả? Rồi con chấm, con ăn giùm cho mẹ vô miếng này lại lên. Đúng rồi, giỏi. Con ăn trứng không? Không. Dạ không mẹ ơi. Con ngồi ăn bánh mì chấm đường này cô chú kìa. Đúng rồi, giỏi thôi, cô chú thấy chưa? Thấy chưa? Đây mày lấy nước cho con nha. Dạ, em xài nước. Lấy eo xài nước thôi, lấy sữa đi. Ok. Hôm qua sữa ngủ. Sữa ngủ, à sữa ngủ mới uống hả? Ừ. Trời. Không lấy sữa, sữa ngủ, ngủ mới uống sữa. Bà Nhung, hả? Con kêu lấy sữa cho uống nha. Không, sữa ngủ. Ngủ mới uống sữa. Được đời không? Quá luôn. Sữa ngủ mới uống. Ok, dũng nước đây. Rồi ngồi ngoan nghe chưa. Ăn xong vô đó đường là nhảy cả tưng 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 được chứ nè. Nhớ ăn hết bánh mì nghe chưa. Trời ơi tối thương lắm. Trời đang nằm coi điện thoại á hả. Bỏ cái điện thoại xuống. Ôm cái mặt mẹ hung tự động luôn. Coi ghê chưa. Trời ơi tự nhiên hung mà mình không có ngờ tới luôn á. Đúng không bất ngờ. Ừ, đó là nụ không bất ngờ đó. Không có giỡn đâu. Đúng không bất ngờ. À. Không có bất ngờ nữa con. Ừ. Uống hết nước đi. Gì vậy? Ờ hả? Sao nói chuyện gì với ngoại à? Nói tiếng Việt. À cho Xuân miếng kẹo thôi hả con? Con ăn gì vậy? Cái đó cái gì vậy? Bà Nhung ăn kẹo. Bà Nhung ăn hả chứ không phải con ăn hả? Không phải. Không phải bà Nhung. Xuân Minh rồi Nhung. Bà Nhung Xuân Minh hả? We share together. Hả? We share together. À share together hả? Chia sẻ ra ăn hả con ha? Yeah. Chia nhau ra ăn. Okay. Không phải đi ra ăn. Không phải ra ăn. Bà Nhung ăn. Ờ không phải ăn. Bà Nhung ăn. À. Cho Xuân miếng hả? Rồi cho Xuân kẹo rồi cô chú kìa. Một miếng thôi nha Xuân nha. Một hộp thôi nha Xuân nha. Xuân có thích không con? Con chơi Xu kỳ chay chay à. Đó thấy chưa. Chơi Xu vậy đó có được không? Hả? À. Con lo con gom đồ đi kìa. Gom đồ lẹ đi nè. Rồi mai về nè. Lẹ lên. Gom đồ đi con. Gom đồ chơi đồ đồ lẹ đàng hoàng. Giày dép đồ này kia nữa. Cái gì nữa? Cái đó là gì? Đúng rồi, bỏ vô cái vỏ. Gom kiếm bỏ vô cái vỏ hết con. Cậu sang đây sau lưng cậu có cái vỏ không? Cái vỏ màu đen á. Vỏ màu đen á. Đó, đen để đựng đồ chơi nó rồi. Chụp 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 coi kìa. Rồi không thấy vỏ rồi. Con có để trên lầu không con? Dạ con đi lên kiếm thử coi có không. Gom được. Ờ mẹ đi với con, mẹ đi sau lưng con chứ mẹ đâu làm gì. Không có khiều chay nghe hồi chơi cho nó đi ngang cũng khiều cũng xu được cho con cái không đi. À. Đâu hả? Đi lên upstairs làm gì? Gì nữa vậy? Hả? Không có vỏ hả? Nhìn đây sao? À, hỏi gì đây hả? She remember exactly what it looks like. Oh my god. Yeah, JD. Con biết mẹ đang nói về cái gì luôn á hả? Cái vỏ màu đen đó, đúng không? Oh, you gonna check this room? Cái đó là đồ của ông Lũ và Nhung. Cái gì? Toilet? Trời ơi, đâu có đâu. Vô duyên. Không có mẹ ơi.
có gì đâu, chết làm chi chồng. Let's check balloon, man. You know what? You know what? What about you gonna put it in here? Nè, yeah, bỏ vô đây. How far? Yeah, put it in here. No. Bỏ đây đây, đỡ đi. Ok. Gom đồ về để chứ hết, để quên đồ của con. Mai vậy là mình cứ thông thả cái mình đi ra thôi, hiểu không? Từng đêm xuống dù em mỏi mòn, ngàn xa cách nhưng em vẫn còn. Vì yêu em nên tim anh nhói đau. Tim anh nhói đau đêm từng đêm. Đủ chưa con? Rồi, lụm đôi giày nữa. Olaf đâu? In the room. In the room, where? Where's Olaf? Rối chưa? Nó soạn đồ để gì về đông đủ. I can't be Olaf too. Rồi, thiếu Olaf phải không? Olaf đâu? Đúng rồi, còn mấy con ở trong này nữa đó là mẹ thấy đó. Lụm nha, đúng rồi, giỏi. Đâu nữa? Má của chay nè. Chút mẹ lên mẹ dọn nè. Gì? Không, chưa. Đi xuống. Đi xuống đem đồ lên nữa, còn đồ nữa chi? What do you want to check? Let me put my stuff in. Rồi, put your stuff there in. Còn đôi giày sao? Okay, I'm going. Mai muốn mang giày đó ha. Mai mang giày đó đi cho nó khỏe. Con đi không? Còn mang đôi giày kia nữa kìa. Lụm đôi giày kia bỏ lên. Lụm đôi giày kia. Cái gì xếp lại, lụm đem lên luôn, bỏ lên. Có con đồ chơi đâu? Gom hết đồ chơi, bỏ Lego vô đàng hoàng. Đi lại bỏ Lego vô. Về này, má cũng về nha ông chơi. Chơi ơi. Bye bye cậu kìa. Bye chơi. Không cậu cái cậu về coi tạm biệt chơi coi, tạm biệt đâu gặp chơi nữa đâu. Right. Nói cái chơi nói nè. Chơi nói nè, say hi to Brian for me. You know who Brian is? That's cậu Chánh's son. My son. Brian là con của cậu Chánh á, con nói là tell Brian I said hi. Hi Brian. Kiss me. I love you. Love me. Yeah. Okay. Mai đi về cẩn thận không con? Nghe không? Về bên đó gọi mai mốt cậu Chánh gọi. Chưa chứ gặp lại cậu Chánh nó 4 tuổi rồi đó cậu Chánh nè. Nghe không? Hay. Vâng. Gặp lại cậu Chánh là 4 tuổi rồi đó. Trường môn mới 4 tuổi. Ủa chứ chừng mi về Việt Nam mấy tháng trời rồi cái không rồi còn qua đây rồi có khi mi mu đi chỗ khác nữa rằng gặp đúng không? Sure, chưa biết khi mu gặp lại đó chứ không phải giỡn đâu nghe. Ok bye chị. Bye. Love you. Có trợn không? Ok bye Chánh. Take care ok. Ok lái xe cẩn thận nha. Yeah. Bye cả nhà. nãy mình đi vô cửa trước sao cha? Chắc đi cửa. Rồi con kia đâu rồi? Chim Minh Minh đâu rồi? Con chim Minh Minh. Chim Minh Minh đâu? Minh Minh đâu Minh Minh? Ủa? À, trời đất ơi có được không? Con Minh Minh này ngồi dậy. Không. Rồi ngồi dậy đi rồi mày xếp đồ vô đi về nè. Giỏi. Nó nằm trong ngủ luôn không? Ồ, con không có vừa hả? Ok. Đồ này đồ mới mua cho con này chay nè. Đồ này chưa mặc luôn nè, mẹ phải đem cái ship cái đồ này vô luôn nè. Đó. Mày. Ủa rồi cái quần nó ra cái quần mà mấy cô chú nó đi ra gỡ. Ra cái gáp nó gỡ đi bữa nào rồi rảnh đi ra cái gáp gỡ ra cho ra nè. Rồi cái receipt mẹ để đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi. Cái này receipt của cái Converse. Còn cái receipt của cái gáp ra rồi. Rồi xong luôn. Đúng rồi, dục đây con, dục cái móc đi để lên. Ồ, ngày mai đi mặc áo này hay. Mai đi về mặc áo này hay. Áo này thủa má hả? Mommy.
để show you pants. Ừ. Ủa quần nó đẹp á. Quần đẹp á. Ngày mai mặc cái quần nào cho thổ má chơi à. Mom, that's my princess. À, dọn đồ vô đi. Gì vậy? Thôi bye bye cô chú nha. Không muốn sữa hả? À sữa là tối uống nha cô chú nha, sáng không muốn sữa nha. Em yêu ơi đừng chờ ta nhé, khi hương xuân tuổi đời đang hé. Ê, ngày mai mặc em mua cái quần này chơi. Quần này là thoải mái này chơi nè. Dạ. Mới chi ta ngày vui. Get out of here. Get out.